Hi, chào các bạn đã đến với thế giới tiền sử của đài. Không biết tôi sẽ là sinh vật gì đây? Hả? Là một cái trứng. Nhưng tại sao tôi lại xuất hiện trong đống nham thạch đây? Rốt cuộc tôi là loài nào? Được rồi mọi người, để tôi nhanh chóng thoát ra ngoài, tìm hiểu thế giới xung quanh và hỏi thử những sinh vật khác có biết cái bản mặt tôi là ai hay không. Hả? Đâu rồi? Đâu rồi? Ngày ấy đi đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. Xin ngài hãy dừng lại, để quay lại đống dung nham đó. Cái gì chứ? Người là ai? Người có phải là cha mẹ của ta hay không? Tại sao lại bắt ta quay lại đám dung nham đó? Nóng lắm, ta không chịu đâu. Tôi bị liệu cái, tôi không lấy vợ được nên không có con. Còn về danh tính của ngài, tôi không thể tiết lộ được. Nào, hãy quay lại đó đi. Vậy ngươi không có quyền giam giữ ta ở đây. Ta muốn ra ngoài. Hả? Ngươi đi đâu đó? Người đâu? Người đâu? Mau, mau, bắt ngài ấy lại. Lũ chết tiệt, các ngươi dám đụng vào ta, ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Các ngươi đừng thấy ta nhỏ bé, mang hiếp ta, định bắt cóc ta bán sang Trung Quốc lấy nội tạng chứ gì. Không dễ dàng như vậy đâu. Không, không, đừng để cho ngài ấy chạy thoát. Mau, đuổi theo ngài ấy. Thoát rồi, nhưng thật quái lạ, tại sao bọn chúng lại làm vậy với tôi chứ? Con ơi, lại đây với mẹ nè, uống sữa đi, cho thật mau lớn. Hả? Ở đây xuất hiện những sinh vật lạ khác, không lẽ đây là gia đình của tôi hay sao? Mẹ ơi, con cũng muốn bú sữa. Quỷ thần thiên địa ơi, cái thứ gì đây? Người định nghe sớm ta à? Ta già lắm rồi, người cũng không tha cho ta hay sao? Không phải đâu, chắc có lẽ con là con của mẹ nè, con chỉ muốn bú sữa mà thôi. Nhìn kỹ, ngươi là một cái trứng thì phải. Để ta xem thử bên trong cái trứng này có phải là loài của chúng ta hay không. Là con nè, là con nè. Mày nhận ra con chưa? Ủa, ngươi đâu phải là loài của chúng ta đâu. Hay là ngươi định bắt ta đổ vỡ chứ gì? Tôi không phải là con của mấy người. Mày rốt cuộc tôi là con của ai chứ? Con một cái mòn mũi khỏi khôn kiếp ngu ngốc kia. Tại sao ngươi lại đập vỡ trứng của ngài ấy? Ngài ấy chưa đến lúc phải nở ra đâu. Ngươi nói cái gì? Cái thứ hồi nãy là ai chứ? Ủa, nó biến đi đâu mất tiêu rồi? Chết tiệt. Nếu để ngài ấy lọt vào tay của bọn xấu xa thì cả thế giới Pokemon này sẽ diệt vong mất. Cũng may là mình lanh lẹ, mình đã chui xuống lớp đất và thoát ra được. Nhanh lên nào, nhanh lên nào, mình phải tìm bằng được cha mẹ của mình và đoàn tụ với họ. Chào các bạn, hôm nay có vẻ như tôi là một Pokemon thì phải, nhưng tôi không biết mình là loài nào nữa và cũng không biết tại sao vừa mới nở ra thôi. Tôi bị rất nhiều Pokemon khác vây và cố gắng bắt tôi lại. Sau đó nhờ cái trí tuệ mưu mẹo 4+5=10 của tôi cũng đã thoát ra được. Tôi tiếp tục đâm đầu chạy mãi hả, dường như có một mùi thơm gì đó rất ngọt ngào. Trời đất ơi, đói bụng quá, lại đó và ăn nào. Vậy sao các ngươi cứ chọt vào mông của ta không vậy? Đau quá, rụng cái mông đít của ta rồi. Mẹ kiếp, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng à? Đó là mật ong mà bọn ta cực khổ đã xây dựng nên. Ngươi mau dừng lại, trả lại mật ong cho bọn ta. Ta xin lỗi các ngươi, ta đói quá. Nếu sau này ta có đám cưới ta lấy vợ, ta mời các ngươi đi ăn tiệc, các ngươi không cần phải bỏ phong bì đâu. Được, hào án. Vừa thoát chết khỏi đám ong thì tôi lại ngửi thấy một mùi thơm khác. Hả? Dường như là mùi thịt tươi của những sinh vật vừa mới chết. Trời đất ơi, trông hấp dẫn quá, ngon quá. Đằng kia còn có thêm một miếng thịt thật lớn nữa kìa. Hôm nay chúng mánh rồi. Nhanh chóng chén thật no, rồi kiếm một chỗ nào đó mát ngủ thật đã, rồi tiếp tục đi tìm cha mẹ. Cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi. Gì vậy? Rodan ra. Pokemon Ho, mày to gan dám xen vào chuyện của ta. Không ai được làm hại ngài ấy. Hãy để ngài ấy trưởng thành, ngài ấy sẽ đánh bại ngươi. Tính dậy đi. Xin ngài hãy tính dậy đi. Ngươi là Pokemon Ho, ngươi đã cứu ta. Cảm ơn ngươi. Nhưng ta cầu xin ngươi hãy giúp ta
tìm cha mẹ của ta. Ta muốn quay về với gia đình của mình. Ngài không có cha mẹ đâu. Ngài được tạo ra bởi vận mệnh của thế giới này. Ngài có nhiệm vụ bảo vệ muôn loài Pokemon, bảo vệ chúng tôi. Người, người có nhầm hay không? Ta còn chưa đủ tuổi để cô gái nữa thì bảo vệ được ai chứ? Tôi không nhầm đâu. Nhưng tại sao ngài lại nở sớm thế kia? Đáng lẽ lúc ngài nở là ngài đã trưởng thành rồi. Tại vì thôi, chuyện đó không quan trọng, bỏ qua một bên đi. Bây giờ để tôi chữa lành vết thương cho ngài, rồi cho ngài một ít dinh dưỡng để ngài có thể lớn hơn. À, cảm ơn Pokemon Hu. Dễ chịu quá. Người của ta lớn hơn rồi. Hay quá, cảm ơn người. Nhưng mà bây giờ ta phải làm gì tiếp theo đây? Ngài còn nhớ tại sao một số Pokemon rắn đá lại ngâm ngày dưới dòng dung nham không? Bởi vì cơ thể của ngài vô cùng đặc biệt. Chỉ có dòng nóng chảy của dung nham mới giúp ngài càng ngày càng lớn, càng ngày càng trưởng thành. Ngài hãy quay lại phía sau lưng đi. Có một cái hang động mà tôi đã đem ngài tới đây. Bên trong hang động đó cũng có một dòng dung nham nóng chảy như vậy. Còn bây giờ ta phải đi xem tình hình thế giới Pokemon như thế nào. Phải ngăn chặn tên chết rơm đó tàn sát những sinh vật vô tội. Vậy là tôi cũng đã biết toàn bộ sự thật chân tướng về bản thân của mình. Thì ra tôi là một loài Pokemon hết sức đặc biệt. Tôi là một Pokemon thần thoại truyền thuyết các bạn à. Tên của tôi là Rodan, là một Pokemon khủng long nham thạch. Tôi được vận mệnh tạo ra trên thế giới này là để bảo vệ muôn loài khác. Nhưng hiện tại cơ thể tôi cũng đang rất nhỏ. Tuy nhiên bây giờ tôi muốn lớn lên thì tôi phải ngâm mình vào trong dòng nham thạch nóng chảy. Thế là tôi cũng nhanh chóng chui vào một cái hang mà do Pokemon Hu đã đưa tôi tới đây. Bên trong cái hang có vô số Pokemon ống ma. Nhìn thấy tôi, bọn chúng định hù ra cắn vào người của tôi. Tôi cũng sử dụng khả năng của mình để chống trả lại bọn chúng. Mặc dù còn nhỏ thôi, nhưng sức mạnh của tôi so với lũ Pokemon tầm thường này là sự chênh lệch rất lớn. Của ta, hắn là của ta. Ta sẽ hút hết linh hồn của hắn, ám vào người của hắn. Nhìn cái bao câu của hắn, ta thèm quá đi. Để ta tụt quần và cắn vào đích của hắn. Khó, chết mẹ mày rồi con. Chết tiệt, con chết xe tên ra, chết xe tên ra. Các con không biết ta là ai à? Ta là Pokemon truyền thuyết Rodan đi. Cái gì? Là cô ấy sao? Không. Nhanh lên. Chắc có lẽ nhiều Pokemon vô tội đã bị sinh vật chết rơm tàn sát ở ngoài kia. Tôi không thể nào mất thời gian nhiều ở bên trong này được. Hả? Kiki, cuối cùng tôi đã thấy được dòng nham thạch rồi. Chết tiệt, vẫn còn một con Pokemon bóng ma đáng ghét. Cố lên nào, tiêu diệt nó đó. Rồi mình sẽ ngâm mình vào trong đó. Cố gắng tiến hóa, cố gắng đạt được bất cực đại. Chuyện gì đến cũng xảy ra các bạn à. Và tôi đã bắt đầu ngâm mình vào cái nơi vô cùng nóng này. Cũng giống như cái cảm giác ban đầu đó, tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi cần phải hy sinh và hoàn thành nhiệm vụ mà vận mệnh này đã tạo tôi ra. Độ nóng của ngọn lửa bắt đầu đốt cháy cơ thể của tôi. Tuy nhiên nó không làm cho tôi bỏng, mà nó càng làm cho tôi cảm giác có thứ gì đó bắt đầu mọc dài ra to hơn. Và cuối cùng tôi đã hấp thu được độ nóng cực đại và bắt đầu tiến hóa. Nhanh lên, nói cho ta biết con cũng lon nham thạch đó ở đâu rồi. Các ngươi không giấu nó được bao lâu đâu. Bọn ta có chết. Cũng không bao giờ nói ngày ấy ra đâu. Bọn ta sẽ bảo vệ ngày ấy, để ngày ấy thật trưởng thành, rồi tới đây giết ngươi. Dừng lại. Pokemon chết rồi, ngươi đừng hại bọn họ nữa. Bọn họ vô tội. Cái gì đây? Rodan, ngươi tiến hóa trưởng thành rồi à? Thật khốn kiếp. Tất cả là bởi vì ngươi đó. Nhưng tại sao ngươi lại muốn tàn sát thế giới này? Rốt cuộc mày muốn gì ở ta? Ta muốn giết chết ngươi. Tôi lấy nguồn sức mạnh của ngươi Rodan à. Ta muốn thống nhất thế giới bóng tối của ta và thế giới ánh sáng này của ngươi. Ta sẽ trở thành chúa tể Pokemon thống trị muôn loài. Ngươi đúng là một kẻ thâm độc mà. Cũng may thế giới Pokemon này đã giúp đỡ ta, cứu mang ta, bảo vệ ta. Đến lúc rồi ta sẽ liều mạng thay họ tiêu diệt ngươi. Rodan, để ta nói cho ngươi biết, ta cũng đã giết rất nhiều Pokemon truyền thuyết như ngươi vậy đó.
Ngươi nghĩ ngươi đủ sức mạnh để đối đầu với ta hay sao? Đến lúc rồi, ta nói nhiều với ngươi tốn đúng miếng quá. Ta sẽ kết thúc ngươi đây. Ngươi quá sai lầm rồi. Sức mạnh của ngươi có từ bóng tối, còn ở nơi đây ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Ngươi không thể phát huy được sức mạnh tối đa đâu. Mà chính ta, nguồn ánh sáng thế giới này sẽ ban cho ta sức mạnh để hủy diệt ngươi. Chính ta mới là kẻ tiêu diệt ngươi trong mộng đấu trạng. Chết đi, thứ bản thiếu. À, không, không thể nào. À. Cuối cùng thì Pokemon độc ác này cũng đã chết. Kể từ đó, tôi được muôn loại Pokemon tôn là Pokemon truyền thuyết. Và tôi sống ẩn mình ở những ngọn núi lửa và luôn bảo vệ để theo dõi thế giới này.